Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, từ bang Texas. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi những thước phim chúng tôi ghi nhận được từ nhóm hiệp sĩ Houston chia sẻ những mặt nạ trong mùa dịch coronavirus ngay tại thành phố Houston đang khan hiếm, không còn nguồn hàng này để cung cấp cho bà con. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình cùng với Đài Việt TV. Khi được hỏi về chương trình ngày hôm nay, nhóm hiệp sĩ Houston có chia sẻ như sau. Hôm nay là cái ngày mà hiệp sĩ Houston là để share khẩu trang cho bà con để chống, để mà phòng ngừa cái dịch cúm corona. Hôm qua là khi anh em nhận được tin là có hàng có mask ở trên Dallas thì anh em đi trong đêm để mà lấy về để mà share lại cho bà con, không có một cái đồng lời nào hết. Nói chung là bây giờ anh em đang làm việc rất là cực lực, bà con tới rất là đông. Nhưng mà mấy anh em cũng có một cái biện pháp, đó là ngồi trên xe thôi. Ngồi trên xe là coi như drive-thru vậy đó. Cứ mà đi qua rồi đưa mask và chạy gửi tiền vậy thôi. Để tránh mà cái dịch bệnh nó lây lan, mình cũng làm theo đúng đúng lời của bác sĩ, người ta khuyên như vậy. Kính thưa quý khán giả, khán thính giả của Đài Việt TV và Việt Radio, thì thưa quý đồng hương, như quý đồng hương đã biết, anh em hiệp sĩ Houston đã làm những cái việc rất là hữu hiệu trong cái thời gian nạn dịch COVID này. Trong thời gian trước, bởi vì ở Việt Nam, với cái tình hình ở Việt Nam thì nó lây lan từ Trung Quốc qua, thành anh chị em chia sẻ cho Việt Nam. Nhưng đến bây giờ thì đã đến nước Mỹ của chúng ta rồi. Và từ ngày hôm qua, anh chị em đã cố gắng tiếp xúc với những cái nơi bán sỉ, thì nơi này họ chỉ bán sỉ, họ phải bán 50 thùng. Thì cái số lượng anh chị em mua về khoảng chừng gần 10.000 cái mask. Và hồi hôm anh chị em đi một chiếc xe truck đi thẳng nguyên đêm và lấy mask về và về lại trong đêm để hôm nay có mà chia sẻ cho bà con. Thưa anh chị em, thì anh chị em hiệp sĩ Houston thì chỉ làm việc thôi. Hùng Đinh là một em rất là trẻ nhưng mà tinh thần thiện nguyện rất là cao. Và em đã lo lắng, bây giờ bận rộn lo chia sẻ cái mask, thì tôi cũng xin thay mặt các em để hoan nghênh và ủng hộ tinh thần của các em. Đây là những việc làm ý nghĩa và thiết thực nhất của các em. Thưa quý anh chị em, cũng nhân tiện đây nói, thì cái mask chúng ta mua về là khoảng chừng 2 đồng 2, khoảng thiếu mấy sen nữa là đủ 2 đồng 2. Thì anh chị em lấy chẳng 2 đồng 2 và tối đa cho mỗi người là chỉ có mỗi xe sắp hàng thì được 20 cái mask. Ở đằng sau lưng tôi đây là có hai cái line nó chia sẻ, và anh chị em làm việc rất là tích cực. Xin nhân tiện đây chúng tôi cũng xin rất là trân trọng cái tấm lòng của các em đã làm những việc rất là thiết thực này. Bác là dân ở Houston đang ở nhà nghe đài quảng cáo là có người hiệp sĩ trong cái nhóm hiệp sĩ giúp đỡ đồng hương bán cái khẩu trang này, quá giá cũng rất tốt, mình ra nghe chạy ra mua. Là cũng là có lời khen cái nhóm hiệp sĩ này có lòng giúp đỡ cộng đồng. Vừa rồi là những hình ảnh do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận về những việc làm của nhóm hiệp sĩ Houston giúp cho bà con có thể tìm kiếm dễ dàng mua những chiếc mặt nạ N95 trong mùa dịch coronavirus hiện tại đang rất khan hiếm và không có nguồn hàng cung cấp. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúng tôi xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc cho bà con nhiều sức khỏe để vượt qua mùa dịch trong tâm bão coronavirus hiện nay.